chiêu sức hào đây. Đây là mọi thứ là sự to không chỉ là bản thân đấy. Cho đến giờ được bao năm không quan tâm là ai vẫn còn trái đất chọn người vì tự do là cho mình chọn trong cái khó mới lo cái khổ mà sao hồi đó tôi từng cố vì sợ không có đất lấy chồng học nếu không ra hồn là bỏ bữa cơm mà con được cấp còn thấy người chết thì không tỏ tôi có tay còn sống thì cứ bị chết vì những người chết lại càng bay vì cuộc đời vẫn là chuyện cô ai sợ cô thì điều mình thấy vì ba gì cũng là cô với chúng mày mà là vì đâu thằng tiền bơi như thì ta đi lắm mình nhưng dù là một phần nằm chắc cơ hành cũng bó thì hỏi đời sau cũng chết chân nên từng người có một lần chỉ cần sống sao để hết mình dù đêm nay mình nói mình còn chết chó thì tao cũng bỏ thì hết liền nha nha sao đi lời đường sông xuống hàng đây hay là mọi thứ đều xung quanh không chỉ là bàn tay mắt nhìn không thấy ta đã từng trong tay lay hoay khi cô tình say bên thứ đi bay cho đến giờ được bao năm không phải tâm là ai vẫn còn trái đất tròn và quyền tự do là cho mình chọn trong cái khó mới lớn cái khôn mình sang hồi đó mình từng cố bây giờ không có đất lấy đâu còn nếu không ra hồn là bỏ bữa cơm mà con được cho thì vô